Xin chào bạn, nay bạn cách để làm một farm Iron Golem trong Minecraft. Và cái farm này sẽ cho chúng ta hoa hồng và iron. Thì nó sẽ sinh ra 1,5 phút một con. Nghĩa là 1 phút rưỡi sinh ra một con các bạn nhé. Ok, chúng ta cùng đến với cái làm. Thì những thứ các bạn cần chuẩn bị đó là một vài cái hòm, hai hoặc là nhiều hơn. Mình sẽ chọn hai cái thôi, một vài hopper. Thì các bạn cũng không cần nhiều hopper, mình chỉ sử dụng một cái bạn nhé. Đường dây cảm biến và redstone torch. Đường dây các bạn cần 10 cái và đường dây cảm biến các bạn cần 2 cái. Redstone torch thì các bạn cần 2 cái các bạn nhé. Và một vài stair, thực ra này không quan trọng, không cần thiết cũng được, nhưng mà mình sẽ cầm theo tại vì stair bất kỳ thì kiếm khá dễ. Một block bất kỳ, không nhất thiết phải là quartz, mình dùng quartz cho đẹp thôi. Và một slab bất kỳ. Và một cái minecart with hopper, cái xe mỏ có một cái hopper bên trên nó. Và 24 cái cửa và 9 khối magma block. Và các bạn cũng cần cầm theo cho mình một xô nước. Và chúng ta cần tìm đến một vị trí rộng 5x5 bạn nhé. Và chúng ta cần tìm một chỗ để hòm nữa. Bây giờ mình sẽ để hòm ngay chỗ này. Sẽ để một cái hòm đôi các bạn nhé. Các bạn nhớ là nếu mà các bạn ấn shift mà các bạn ấn như này, các bạn đặt lên cái ô đất ngay bên cạnh cái block, cái giường này, thì hai cái giường sẽ không chập với nhau nhé. Các bạn không được ấn shift nhé. Và sau đó các bạn ấn dùng hopper, các bạn ấn shift, bạn nhấn vào cái này để cho, nhớ chuột phải vào để cho cái hopper nó chạy thẳng về cái giường đó. Thì nếu bạn có 9 cái hopper thì các bạn không cần phải có quá quan tâm về mấy cái đường dây nữa. Nhưng mà thực ra là cái farm chúng ta sẽ làm là farm sắt, mà hopper thì nó cần khá nhiều sắt, nên là mình sẽ tạm thời không sự hướng dẫn các bạn. Nếu bạn có hopper các bạn có thể đặt như này, đặt lên 9 ô như này này. Thực ra cần 10 cái hopper hướng vào với nhau, cứ hướng như thế, hướng sao cho nó hướng thẳng về cái này. Và chúng ta sẽ lát nữa mình sẽ nói với bạn vì sao chúng ta có thể sử dụng như thế. Bây giờ mình tạm thời mình sẽ không làm cách đấy, và chúng ta sử dụng một block bất kỳ của mình. Chúng ta lấp mấy cái chỗ này lại. Ok, mình đã lấp lại chỗ này bằng block bất kỳ của mình. Sau đó các bạn đặt đường dây cảm biến hướng theo hướng này, hướng theo hướng nào cũng được các bạn nhé. Nó không phải ở chỗ này, các bạn đặt đường dây bình thường ở chỗ này. Các bạn đặt đường dây cảm biến ở đây nhé các bạn. Và sau đó các bạn đặt đường dây thường đây, đường dây thường đây, đường dây cảm biến hướng về đây. Các bạn đặt đường dây thường như này và hướng về đây để cho thành một hình vòng như này. Và sau đó các bạn không được đặt một cái đường dây luôn đây, mà các bạn cần đặt như này cho mình. Tại vì nếu mà các bạn đặt đây, mình sẽ làm lại các bạn. Nếu bạn đặt ở chính cái ô này thì nó sẽ hướng vào như này, thì nó sẽ làm việc nó khá khó khăn. Thì các bạn cần phải đặt như này nó mới đúng, để cho nó tạo thành hình chữ B đó. Và sau đó đặt dưới ô này một cái redstone torch để kích hoạt cái này. Và tương tự với cái này các bạn nhé, sẽ đặt ở đây. À, thì mình rất xin lỗi bạn, mình nhầm. Đây không phải là đường dây cảm biến mà mình phải dùng ở đây là đường dây tăng tốc powered rail ấy. Thì nó mới chạy nhanh, đủ nhanh để cho nó sáng lên. Ok, bây giờ mình sẽ đẩy nhẹ cái này một cái xong. Cái này nó chạy khá nhanh đúng không? Và tiếp theo chúng ta sử dụng một magma block. Thì chúng ta sẽ đặt lên trên này. Đã ấn giữ nút shift và đặt trên đó. Phát xong đặt được. Đó. Và sau đó các bạn xây ra như này cho mình. Mình sẽ tạm thời giảm cái tiếng nó đi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ xây một khu vực 3x3 như này. Đây sẽ là chỗ mà mấy con Iron Golem sẽ bị chết các bạn nhé. Sẽ xây xung quanh viền như thế này. Rất là đơn giản thôi. Thực ra các bạn không cần xây quanh viền này được, nhưng mà vì tính thẩm mỹ mình sẽ xây viền như này thôi. Các bạn cũng có thể lấp viền dưới này cho đẹp cũng được. Mình nghĩ là mình sẽ làm như thế. Đó. Và ở đoạn này các bạn có thể sử dụng stair để che đi, trông cho đẹp thôi. Thực ra là các bạn không cần che đi cũng được, nhưng mà tuyệt đối là không được đặt block ở đây nhé. Tại vì là nếu các bạn đặt block thì nó sẽ không mở được giường. Chúng ta phải sử dụng stair nó mới mở được mấy cái giường ở đây.
và sau đó các bạn xây lên 3 block bất kỳ cho mình, 2, 3. Các bạn sử dụng block bất kỳ, hoặc bạn nếu bạn muốn bạn có thể dùng kính, mình sẽ sử dụng kính để cho mình có thể nhìn được mấy con Iron Golem nó bị chết cách khổ sở. Mình thực sự mình rất thích nhìn các khổ sở bạn nhé. Ok, và sau đó các bạn xây lên bên này một lớp nữa cho mình bằng block bất kỳ. Đoạn này thì bắt buộc phải là block bất kỳ các bạn nhé, không không được sử dụng kính, tại vì đây đã là chỗ mà mấy con Iron Golem nó spawn rồi. Sau đó các bạn đến ở đây cho mình 7 ô, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sau đó các bạn đếm là mình 8 ô, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hướng ra ngoài vậy nên đừng hướng vào trong. Và sau đó các bạn cũng làm tương tự với cái ô bên này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó các bạn lấp đầy ô từ ô này đến cái ô bên này bằng khối bình thường cho mình. Thì các bạn nhớ để lộ lại cái chỗ cái lỗ này nhá. Bây giờ mình sẽ làm luôn cho bạn xem. Ok, mình đã lấp đầy xong cái khu này bằng block của mình. Và sau đó các bạn cầm slab, mình đã chuẩn bị sẵn slab ở đây rồi. Các bạn xây bo viền như này cho mình, khung cái chỗ này lại. Thì lý do mình sử dụng slab ở đây đấy là để cho quái vật nó không thể sinh ra trên này. Và slab này có tác dụng là nó sẽ chặn cái phần nước, lát nữa mình sẽ nói với bạn nước để làm gì sau. Và các bạn xây khung này cho mình nhé. Và như vậy mình đã khung xong. Và các bạn xây ở mỗi góc, mỗi góc các bạn xây lên này cho mình. Các bạn đặt thêm hai slab ở đây, các bạn đặt theo hai hướng như này, hai cái mũi nhọn chĩa ra như này, và tương tự với bốn bên các bạn nhé. Và bây giờ đến một chuyên mục cực kỳ quan trọng, đó là chuyên mục rót nước các bạn nhé. Mà mình sẽ đặt ở mỗi góc một block như này nha. Các bạn cứ đặt này, lát nữa mình sẽ nói với bạn cái này làm gì. Rồi mình sẽ xếp lên trời sáng các bạn nhé. Ok, và chúng ta cầm xô nước này các bạn nhé. Thực sự các bạn nên cầm theo ít nhất là hai xô nước để chúng ta còn nước vô tận. Các bạn đặt nước từ block bên này cách cái block mình vừa đặt một ô nhá, đến bên này cho mình các bạn nhá. Từ đây đến đúng đây, các bạn không được đặt vào đây, các bạn nhớ không được đặt vào đây đó. Và tiếp tục đến bên này, cả bốn bên các bạn cùng làm như thế các bạn nhá. Thì lý do mình bỏ đi một cái ô này mình không cho vào đấy là nếu mà mình đặt ô này sau này nó sẽ nước nó sẽ không chảy xuống đây đâu, mà nó sẽ thành một cái hồ khổng lồ, mình không muốn điều đấy. Và sau đó các bạn đặt sau khi bạn lấp đầy xong bốn bên, bạn sẽ đặt lên trên này một ô nước cho mình trên mỗi block ở bên bốn bên này. Các bạn đặt xong các bạn có thể đập luôn cái ô này để cho chúng ta có thêm diện tích để cho Iron Golem có thể sinh ra các bạn nhé. Đó. Và bây giờ các bạn xây lên cao hơn một tí, mình xây lên 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Thực sự các bạn nên và sau đó các bạn có thể xây tiếp một tầng nữa y hệt cái tầng này lên trên này cho mình. Và cũng là cái lỗ ở dưới nha, các bạn xây một cái tầng y hệt này. Và bây giờ mình sẽ chỉ các bạn luôn. Chúng ta lại cầm block bình thường lên và chúng ta xây một mặt phẳng y như bên dưới các bạn nhé. Và mình đã lấp đầy chỗ này xong, bây giờ các bạn xây tiếp một cái khung như này cho mình như bên dưới thôi, như bên dưới thôi. Thế chưa, xây ngu quá. Và mình vừa mới xây xong cái khung. Và bây giờ các bạn lặp lại cái quy trình rót nước y như bên dưới các bạn nhé. Đặt như này, xin nói lại luôn. Đặt nước. Và cái phần tầng 2 đã xong, các bạn chỉ nên xây 2 tầng thôi nhá. Còn nếu bạn muốn xây lên tầng 3 hiệu quả nó cũng chả khác gì đâu. Mà nếu bạn muốn xây lên tầng 3 và hiệu quả nó khác ấy, thì các bạn phải xây cao lên bên trên ít nhất là 64 ô các bạn nhá. Nghĩa là bây giờ mình đang ở Y90, mình sẽ phải xây cao lên tầm Y90+64 là bằng 154. Nghĩa là nó khá là tốn công, vì lát nữa mình sẽ phải dắt cái chờ lên đây, mình sẽ phải cho mấy giờ lên đây mà mình không thể cho mấy giờ lên tận cái tầng cao tít trên trời kia được.
cái đó mình sẽ không nói bây giờ, và bây giờ mình sẽ chỉ xây cái cỗ máy 2 tầng thôi. À, các bạn có thể xây sâu xuống dưới lòng đất được, nhưng mà mình không khuyến khích điều đấy các bạn nhé. Và tiếp theo các bạn cầm một block bất kỳ như này, mình các bạn đặt lên cho mình ở đây, mình sẽ đặt lại. Các bạn đặt ra đây 6 ô các bạn nhé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tương tự với bên này. 3, 4, 5, 6. Và các bạn làm tương tự điều đó với cái bên đường chéo này nhá, bên chéo này. Các bạn không cần đặt hai bên ở bên này và bên này các bạn nhé, chỉ cần đặt ở bên đối diện bên kia thôi. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, và bây giờ đến công đoạn trồng cửa các bạn nhé. Các bạn đặt cửa lên đây cho mình 6 cái cửa, bạn chỉ cần 6 cái, nhiều quá nó cũng không hay ho nữa lắm. Ok, 6 cái là đủ. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ xây khu vực để cho bây giờ nó tồn tại ở đó. Đầu tiên là các bạn đặt cái block này ra, mình các bạn đặt lại một cái slot khác lại đây cho mình. Các bạn làm tương tự với bên kia nhá. Và sau đó các bạn đặt đặt cái ô giữa này đi. Các bạn xây một khu vực thừa ra một ô ở giữa này cho với cho nó sống. Và sau đó các bạn đặt luôn ô này đi cũng được. Và các bạn xây tương tự một cái vòng nữa này, các bạn đặt một slab đây. Sau đó các bạn xây một cái chuồng để nhốt con vế giò vào. Các bạn sẽ cần nhốt vài con vế giò, và để dắt con vế giò lên đây làm cái gì thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn. Đầu tiên là mình sẽ chỉ hướng dẫn các bạn cách để xây từ cái ô bên dưới lên. Mình sẽ xếp tạm một cái block ở đây, sẽ hướng dẫn các bạn dịch chuyển cái con vế giò từ bên dưới đất lên cái ô đấy một cách rất dễ dàng thôi. Sẽ đặt tạm lên một cái stone đi đó. Và bây giờ mình sẽ xây một cái khu vực phía trên. Tôi xin lỗi bạn, mình đặt nhầm. Phát không sao, nhìn có tí nước chảy trông cũng vui thôi. Ok, và bây giờ nếu mà các bạn muốn nó dịch chuyển lên tận đây, các bạn đầu tiên các bạn phá hai cái cửa đi cho mình. Các bạn đặt block bất kỳ vào đây, block bất kỳ các bạn nhé. Và các bạn đặt lên đây cho mình, đặt theo hướng những block theo hướng này. Các bạn không cần block ở mấy cái ô này cũng được để tiết kiệm. Và sau đó các bạn cũng cần phải gióng xuống đây, các bạn tính xem ô nào sẽ là ô nước. Các bạn đập cái này đi, nếu mà đặt nước soi mình sẽ đặt một cái nước ở đây, và các bạn tính xem nó sẽ rơi trúng ở đây. Như vậy là chúng ta sẽ phải xây lên ô như thế này, các bạn xây một trục dọc nó lên đó, tương tự với bên này. Cái này lát hồi các bạn có thể đập đi hoặc để lại cũng được. Các bạn có thể đập đi để trông cho đẹp, còn các bạn cũng có thể để lại để sau này các bạn dắt thêm bí giờ vào nó tăng hiệu quả cho máy. Thực chất nó cũng không tăng hiệu quả nhiều lắm, nhưng mà nó cũng thêm bí giờ nó cũng tăng chút ít hiệu quả kia đó lắm, hồi mình sẽ nói sau. Và ok, các bạn tiếp tục đặt theo hướng như này. Các bạn đặt để chừa ra hai ô dưới để cho chúng ta đẩy bí giờ vào các bạn nhé. Đặt lên như này. Ok, như vậy xong. Chúng ta cũng cần ô để chặn nước các bạn nhé. Mình có cần chặn nước để cho nước không bị chảy ra. Mình nghĩ là mình sẽ xây thụt xuống một ô các bạn nhé, cho nước không bị chảy ra bên ngoài. Ok. Và bây giờ bỏ nước vào thôi. Ôi chết, tôi xin lỗi bạn, không phải ô này, không phải ô này, không phải ô này. Đừng. Và mình vừa chờ cái nước nó chảy xong rồi. Và các bạn cần phải đặt lên ô thứ hai nhé. Đó. Và sau đó chúng ta cần để mình spawn ra một vài vế chờ đây. Còn vế chờ mà sinh ra như thế nào ấy thì các bạn có thể chữa một con zombie vế chờ thành vế chờ. Cái đó ấy, nhiều người hướng dẫn rồi. Nếu bạn muốn thì mình cũng làm một video hướng dẫn cho bạn luôn.
Và theo như mình biết thì còn một vài cách spawn với giờ tự nhiên ấy, cái đó mình cũng không không rõ nữa. Mình chỉ biết cách chữa với giờ, nhưng mà chung là phải có một con với giờ thì sau này nó mới sinh được thêm với giờ bạn nhé. Và sau đó bạn đặt với giờ, bạn đẩy vào thì nó sẽ dần dần đi lên. À, đi lên đây các bạn yên tâm, mà nếu mà không cao quá thì nó không bị chết ngạt đâu. Tại vì ở trên này mình để một ô nó, đó bạn thấy lại chui lên. Và chúng ta cần 10 con, đẩy 10 con với giờ một ô này, ít nhất là 10 bạn nhé. Nếu bạn đặt khoảng 20 thì hiệu năng nó cũng sẽ tăng khá là nhiều. Tuy nhiên là hiệu năng nó tăng hay không, nó không phụ thuộc quá nhiều vào số lượng với giờ, mà sẽ phụ thuộc vào độ may mắn các bạn thôi. Đại loại như vậy. Ok, các bạn đợi cho nó lên đến đây hết. Lên hết chưa ta? Vâng, và sau khi với giờ nó lên được hết đến đây, các bạn có thể nhìn thấy thì chúng ta cần chặn cái ô bên dưới này lại. Mình sẽ đặt tạm cái ô đi để chặn ô này lại các bạn nhé. Và sau đó các bạn có thể phá mấy ô này cũng được, hoặc các bạn để lại để sau này chúng ta sắp thêm với giờ như mình đã nói hồi nãy. Ok, tạm thời cứ để đấy đó. Và sau đó các bạn cầm xô nước, các bạn phá ô này cho mình, và các bạn múc cái nước ở chân chúng nó ra. Và như vậy chúng ta đã kẹt lại được ở đây 10 con vế chó các bạn nhá. Các bạn đặt lại mình cửa ô này, tại mình sẽ không nhận cái xô này nữa. Các bạn đặt lại cửa, cửa đâu rồi, đây, vào ô này. Và các bạn có thể chắn cái đầu lại nha, cái tiếng con này nó khó chịu quá. Và các bạn làm tương tự với ô bên này các bạn nhé. Và như vậy là chúng ta đã hoàn thiện được cái máy của mình. Video đến đây là có lẽ là cũng khá là dài, và nếu bạn thích thì like, share, subscribe mới đỡ động lực ở video tiếp theo. Bây giờ mình phải nói với bố mẹ mình đang ngủ, bạn nhé, đang ngủ 12 giờ đêm.